Chư vị ơi, chúng ta đang sống trong thời mạt pháp của Đức Thế Tôn. Chánh pháp của Phật càng ngày càng bị sôi mòn. Tà tri tà kiến của ngoại đạo xâm nhập vào con đường tu hành nhiều lắm. Nhất định chúng ta phải sáng suốt. Hễ người nào nói đúng, người nào hành đúng theo pháp Phật, chúng ta phải tuyên dương, phải hỗ trợ. Người nào làm không đúng pháp Phật, tự mình phải răn đe, tự mình phải xa lánh, kính nhi viễn chi để bảo vệ lấy huệ mạng của mình, bảo vệ Phật pháp nhé chư vị. Không thể vì cảm tình, không thể vì nhân nhượng nói sai lời Phật dạy, tự mình chịu nạn mà còn dẫn dắt chúng sanh theo nạn. Chúng ta bị nạn nặng lắm đấy nhé. A Di Đà Phật. Dạ, Di Đà Phật xin toàn thể đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn. Cảm niệm công đức chư tôn giáo phẩm tăng ni luôn luôn tham gia vào đường Zoom để chứng minh cho pháp hộ niệm, củng cố niềm tin cho chúng con, và tri ân công đức là cư sĩ Diệu Âm vì chúng con giảng nói cặn kẽ từng tình về phương pháp hộ niệm để chúng con ngày càng tăng trưởng niềm tin cũng như hiểu sâu sắc hơn để hành cho đúng pháp hộ niệm. Và chúng con thành tâm cảm niệm công đức của tất cả các cha, các má, chư vị liên hiệu đồng tu khắp nơi trên toàn thế giới và thường xuyên tham gia vào những buổi Zoom hàng tuần để cùng nhau học tập pháp hộ niệm. Và chúng con cũng xin các cha, các má luôn luôn trân quý những thời gian mà còn được nghe lại cư sĩ Diệu Âm giảng giải, trình bày từng ly từng tí về phương pháp hộ niệm để chúng ta có cơ hội mà tăng tiến học tập kỹ lưỡng để có cơ duyên giúp người phụ duyên, giúp chính mình, giúp cho gia đình mình trong cơ hội này, trong đời này. Sau cùng ai ai cũng được cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.